Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc thiếu bạn chứ không hề thiếu kẻ thù. Cách tiếp cận của chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong mối quan hệ với Trung Quốc là tăng sức ép lên quốc gia cộng sản lớn nhất thế giới thông qua một cuộc chiến tranh thương mại chưa từng có. Thương chiến Mỹ-Trung đã tác động tiêu cực tới thiện cảm của người dân Mỹ đối với Trung Quốc. Nhưng đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã đổ thêm dầu vào lửa khiến Trung Quốc đã hoàn toàn mất điểm trong mắt người dân Mỹ bởi sự che giấu về nguồn gốc của virus cũng như quy mô dịch bệnh của Bắc Kinh khiến đại dịch lây lan ra toàn cầu và dẫn đến cái chết của hơn 200.000 người và gây bệnh cho hơn nhiều triệu người. Khảo sát mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở ở Washington DC cho thấy 2/3 số người dân Mỹ, 66%, có cái nhìn không thiện cảm với Trung Quốc. Đây là hình ảnh kết quả khảo sát về thiện cảm của người Mỹ đối với Trung Quốc thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Pew tại giai đoạn 2005 cho đến 2020. Con số này tăng hơn so với 47% người Mỹ có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc trong các khảo sát cách đây 2 năm, một thời gian sau khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2017. Đây được coi là một con số tồi tệ nhất được ghi nhận về quan điểm của người Mỹ đối với Trung Quốc kể từ khi Trung tâm Nghiên cứu Pew bắt đầu thực hiện khảo sát về vấn đề này vào năm 2005. Bất chấp những nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới của Bắc Kinh với những kế hoạch chiến lược như một vành đai, một con đường hay chiêu bài ngoại giao khẩu trang trong dịp viêm phổi Vũ Hán này, khảo sát được thực hiện qua điện thoại với 1.000 người trên toàn Hoa Kỳ từ ngày 3 cho đến ngày 29 tháng 3, cũng cho kết quả chỉ 25% vẫn giữ cái nhìn tốt về Trung Quốc, trong khi chỉ số này của khảo sát năm 2017 là tới 44%. Mặc dù người dân Mỹ thuộc các đảng khác nhau có sự chia rẽ sâu sắc trong nhiều vấn đề, nhưng khảo sát của Pew được công bố vào hôm 21 tháng 4 năm 2020 là thời điểm các quan chức Mỹ và Trung Quốc tranh cãi về nguồn gốc virus corona, xu hướng nhìn Trung Quốc một cách tiêu cực mang tính lưỡng đảng của Mỹ. 72% số người theo đảng Cộng Hòa lo ngại về Trung Quốc và 62% số người theo đảng Dân Chủ có tâm lý tương tự. Khảo sát cũng cho biết tới 90% số người được hỏi coi cường quốc Trung Hoa như là một mối đe dọa. Đây là hình ảnh kết quả khảo sát về sự tin tưởng của người dân Mỹ vào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giai đoạn 2014 và 2020. Trong số 62% số người tham gia khảo sát nói họ coi Trung Quốc là một mối nguy cơ lớn, tăng từ 48% cách đây 2 năm. Khảo sát mới nhất của Pew còn tiết lộ con số lượng người dân Mỹ không tin tưởng vào ông Tập Cận Bình tăng mạnh, từ 50% lên tới 71% sau có một năm mà thôi. Theo các chuyên gia thì đây là một biến chuyển mới, vì từ trước tới giờ chủ yếu giới chính trị mới có quan điểm chỉ trích Trung Quốc, còn dư luận Mỹ không mấy có thái độ như vậy. Không chỉ có những người lớn tuổi mà cả những người trẻ có độ tuổi từ 18 đến 29 cũng dần dần có ấn tượng xấu về quốc gia Đông Á với 53% không ủng hộ Bắc Kinh. Chỉ số này tăng lên 67% ở độ tuổi 30 đến 49 và tới 71% ở độ tuổi trên 50. Đứng đầu danh sách và những vấn đề mà người Mỹ không có các thiện cảm với Trung Quốc trong cuộc khảo sát mới nhất của Pew là ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với môi trường toàn cầu. Các vấn đề khác là vai trò của Bắc Kinh trong vụ tấn công mạng, thâm hụt thương mại, mất việc làm, đối đầu quân sự, cạnh tranh công nghệ. Khảo sát này được thực hiện vào thời điểm đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành và gây thiệt hại vô cùng to lớn đến khắp thế giới. Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và hành động bành trướng thế lực coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên các vùng biển, lãnh thổ của các nước khác cũng là những nguyên nhân dẫn đến ấn tượng xấu của người dân Mỹ về Trung Quốc ngày một gia tăng. Người dân Mỹ đã có xu hướng nhìn Trung Quốc không mấy thiện cảm kể từ năm 2013, theo các khảo sát trước đó của Pew. Đây là hình ảnh kết quả khảo sát quan điểm của người dân Mỹ về các ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các vấn đề như môi trường, toàn cầu, nhân quyền, tấn công an ninh mạng, thâm hụt ngân sách, thất nghiệp tại Mỹ giai đoạn 2012-2020. Nhưng tâm lý này tăng mạnh trong 2 năm qua khi chính quyền Trump tiến hành thương chiến với Trung Quốc và gần đây nhất là sự lây lan của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong 2 năm đó, số lượng người Mỹ rất thiếu thiện cảm với Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi, từ 15% lên tới 33%. Tác giả của cuộc khảo sát cho rằng, kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào năm 2017, cách tiếp cận của ông ấy với quan hệ Mỹ-Trung bao gồm gia tăng áp lực thông qua thuế quan và đấu khẩu chiến tranh thương mại. Còn bây giờ, trước sự tấn công của một đại dịch chưa từng thấy, cả hai bên vu khống lẫn nhau.
chuyên gia Seong Pyu từ Đại học Nevada nhận định, sự chỉ trích của ông Trump có thể làm gia tăng tâm lý phản đối Trung Quốc trong một số cử tri Cộng Hòa hoặc những người ủng hộ ông Trump. Nhưng tôi không nghĩ rằng ông Trump đã thay đổi toàn bộ thái độ của công dân và công dân Mỹ đối với Trung Quốc. Ông Pu nói thêm, Trung Quốc giờ đây mạnh hơn nhiều và cũng có nhiều vấn đề lớn gây tranh cãi giữa hai nước. Khi được yêu cầu bình luận về kết quả của cuộc khảo sát, nhất là khi những thành viên trong cả hai đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều không ưng Trung Quốc, ông Oliver Jay, Giám đốc Trung tâm về quan hệ Mỹ-Trung tại Hội Châu Á cho rằng, điều đó không gây bất ngờ. Điều duy nhất mà Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ có chung quan điểm tại Washington hiện nay là chúng ta nên có quan điểm hoài nghi hơn nhiều với các ý định của Trung Quốc. Ước tính có hơn 250 dự luật hiện đang được trình tại Quốc hội liên quan tới Trung Quốc, phần lớn ủng hộ gia tăng các hạn chế và các chính sách cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Douglas Barr, một cựu thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói, điều đó cho thấy có bao nhiêu thành viên của Quốc hội từ cả hai đảng cảm thấy cần thiết phải chỉ trích Trung Quốc để tái đắc cử. Đó là một thước đo cho thấy vấn đề nghiêm trọng và rộng lớn như thế nào. Giới chuyên gia lưu ý rằng chỉ số niềm tin hiện tại của người Mỹ đối với Trung Quốc thấp hơn ngay cả sau khi xảy ra các sự kiện ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Đây là hình ảnh truyền thông Trung Quốc chia sẻ video cháu ngoại của Tổng thống Donald Trump hát và đọc thơ bằng tiếng Trung trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình vào năm 2017. Xin được nhắc lại, vào mùa xuân năm 1989, dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng vũ lực sử dụng xe tăng đã giải tán cuộc biểu tình của sinh viên trên quảng trường chính phủ ở thủ đô Bắc Kinh. Phương Tây sau đó đã cáo buộc chính quyền Bắc Kinh vi phạm nhân quyền và giảm hợp tác với Bắc Kinh. Hình ảnh Bắc Kinh trong mắt nhân dân thế giới nói chung và người dân Mỹ nói riêng đã giảm sút chưa từng có qua sự kiện này. Ngày nay, ở Hoa Kỳ có nhiều người cũng tin rằng Bắc Kinh vi phạm nhân quyền. Ví dụ như Hồng Kông và Tân Cương, trên các phương tiện truyền thông Mỹ có đầy đủ thông tin và tin tức về các trại cải tạo, nơi người dân bản địa như Tân Cương, người Duy Ngô Nhĩ bị cầm tù. Ngoài ra, các báo cáo về việc người Trung Quốc sử dụng bất hợp pháp sở hữu trí tuệ của Mỹ ảnh hưởng đến thái độ của công dân Mỹ đối với Trung Quốc. Chiến tranh thương mại lại nổ thêm dầu vào lửa. Mặc dù thương chiến đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump khai ngòi, nhưng thường dân có khuynh hướng đổ lỗi cho người Trung Quốc vì những khó khăn phát sinh và một số nông dân Mỹ phải gánh chịu do phá vỡ quan hệ thương mại trước đây giữa hai nước. Sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc như một sự kiện Thiên An Môn thứ hai đã đánh thức làn sóng chủ nghĩa bài Trung ở Hoa Kỳ cũng như ở các nước khác trên thế giới mà ngay cả tại Việt Nam. Thật khó để buộc tội Tổng thống Mỹ Donald Trump vì hội chứng bài Trung, mặc dù chính ông là người đã mở ra cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và rất nhiều lần cáo buộc Trung Quốc đã để đại dịch bùng phát ra toàn cầu, bởi ông Trump luôn tỏ ra rất tôn trọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông thích cách Chủ tịch Tập Cận Bình điều hành hiệu quả một đất nước rộng lớn. Còn nhớ cháu ngoại của ông Trump là Abela đang học tiếng Trung Quốc và vào năm 2017, khi ông Tập Cận Bình đến thăm Hoa Kỳ, cô bé đọc thơ và hát các bài hát bằng tiếng Trung Quốc cho các vị khách đến từ Trung Quốc. Thực tế này có thể được coi là sự thiện cảm của gia đình ông Trump đối với Trung Quốc. Ngay từ khi dịch bệnh khởi phát tại Vũ Hán, khiến chính quyền Trung Quốc phải phong tỏa các thành phố rộng lớn này, cùng nhiều địa phương khác, hàng loạt câu hỏi về sự thiếu vắng, tình đồng cảm của thế giới với Trung Quốc được đặt ra như: vì sao thế giới chia sẻ, xúc động với Paris khi nhà thờ Đức Bà bị cháy mà không một chút tình thương với người dân Vũ Hán? Vì sao dân Hồng Kông hào phóng giúp Trung Quốc tái thiết Tứ Xuyên sau trận động đất năm 2008, bây giờ đòi đóng cửa biên giới với đại lục cũng là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh người dân Vũ Hán xếp hàng dài để lấy cho cốt người thân chết vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán từ nhà tang lễ quận Hàn Khẩu. Theo bài xã luận của tờ báo Pháp Le Monde, Bắc Kinh thất bại một mặt trên mặt trận vì xem tình người nhẹ hơn quyền lực. Từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, khởi phát, tâm lý bài Trung hiện rõ qua những bình luận kiểu như trời trả báo kẻ ăn thịt rơi, hay qua tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ như khuyến khích doanh nghiệp bỏ Trung Quốc về đầu tư tại Mỹ. Theo tờ Le Monde, Trung Quốc bị rơi vào thế thủ vì thất bại trên mọi mặt trận, trước hết về khắc phục nhân tâm trong lẫn ở trong nước lẫn ngoài nước. Vào năm 2008, dân Hồng Kông hào phóng giúp Tứ Xuyên tái thiết sau động đất. Năm 2020, giới y tế càng thêm đình công đòi đóng cửa biên giới, ngay cả với những nước như Kazakhstan, Philippines, nằm trong vùng chiến lược một vành đai một con đường của Tập Cận Bình, cũng đóng cửa, không nhận du khách Trung Quốc nữa. Nước Nga của Putin cũng đóng biên giới với Trung Quốc,
một biện pháp mà Moscow không làm trong vụ khủng hoảng đại dịch SARS 2003. Những nước bạn của Trung Quốc chỉ áp dụng các biện pháp của Bắc Kinh đối với dân Trung Quốc mà thôi, như phong tỏa Hồ Bắc, cách ly hơn 50 triệu người dân trong một tỉnh, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trung Quốc không chỉ để mất thiện cảm với người Mỹ và cũng không phải chỉ là vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán mà người dân trên thế giới không ưa Trung Quốc. Đây là hình ảnh pháo hoa tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc nhân ngày Quốc Khánh ngày 1 tháng 10 năm 2019. Vào lúc Bắc Kinh rầm rộ phô trương thanh thế nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một cuộc khảo sát quan điểm về Trung Quốc của người dân thuộc 32 quốc gia công bố hôm 30 tháng 9 năm 2019 cho thấy tỷ lệ người thiếu thiện cảm với Trung Quốc gia tăng đáng kể, đặc biệt là tại các quốc gia láng giềng ở châu Á từ Nhật Bản cho đến Indonesia và ở Việt Nam. Theo kết quả của khảo sát dư luận thế giới mới nhất của Global Survey cũng do Trung tâm Nghiên cứu của Mỹ Pew thực hiện từ ngày 13 tháng 5 năm 2019 cho đến ngày 29 tháng 8 2019, thì nhìn chung có bình quân 37% cư dân thuộc 32 nước trên thế giới có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc. Đi vào chi tiết có thể thấy là tâm lý ghét Trung Quốc đang càng lúc càng gia tăng tại các nước khi so sánh với những kết quả thăm dò của những năm trước đây. Theo cuộc thăm dò vừa mới công bố, hiện nay có đến 60% người được hỏi tại Mỹ và 67% tại Canada coi Trung Quốc là đất nước không được ưa thích, một kết quả xấu nhất đối với Trung Quốc kể từ năm 2007 cho tới nay. Tâm lý chung của người dân phương Tây cũng rất tiêu cực với Trung Quốc, với tỷ lệ không có thiện cảm lên đến 70% tại Thụy Điển hay 53% tại Tây Ban Nha so với năm ngoái 2018. Thiện cảm đối với Trung Quốc đã giảm mạnh ở Thụy Điển với tỷ lệ giảm 17%, cũng như ở Anh Quốc hay Hà Lan giảm đi 11%. Điều đáng ghi nhận nhất có lẽ là việc Trung Quốc không hề được các nước láng giềng ưu ái chút nào. Bảng khảo sát của Pew Center đã tập trung tại 5 nước vùng châu Á-Thái Bình Dương là Nhật Bản, Hàn Quốc ở Đông Bắc Á như Philippines, Indonesia ở Đông Nam Á và Úc ở Châu Đại Dương. Hầu như toàn bộ 5 quốc gia này, đa số người được hỏi đều xác nhận là họ không thích Trung Quốc. Cao nhất là Nhật Bản với 85%, kể đến là Hàn Quốc 63%, Úc 57%, Philippines 54%. Riêng Indonesia thì không rõ ràng, với tỷ lệ người yêu và người ghét ngang nhau là 36%. Nhưng tỷ lệ người thích Trung Quốc từ năm ngoái đến nay đã giảm 17%. Theo giới khảo sát, nếu tại châu Âu và Mỹ, những hành vi bị tố cáo là không hay của Trung Quốc bị vạch trần trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra là một trong những lý do khiến người dân mất đi thiện cảm với Trung Quốc, thì tại châu Á, các hành vi ức hiếp láng giềng đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc là nguyên do khiến người dân ở các nước này không còn thích Trung Quốc nữa. Giáo sư Diêu Thụ Khiết, Viện trưởng Viện Trung Quốc học đương đại tại Đại học Nottingham, Anh, đã từng có bài viết trên báo đầu những năm 2010 với nhan đề "Vì sao Trung Quốc bị thế giới oán ghét?". Ông nói, Trung Quốc đã là nước lớn nhưng luôn trong tình trạng bị bao vây kìm kẹp, thậm chí bị người khác oán hận. Nguyên nhân chính như sau: chính sách ngoại giao thiếu mưu trí, giới quan chức ngạo mạn, không biết cách học hỏi, luôn tự cho bản thân họ là đúng, khí phách thiên triều. Sau gần một thập kỷ, những điều này vẫn đúng và thế giới vẫn còn phát hiện ra thêm nhiều tật xấu khác của Trung Quốc, đặc biệt là thói che giấu, bưng bít những điều không có lợi cho mình, bất chấp cho hậu quả, ảnh hưởng đến cả toàn cầu trên mọi lĩnh vực y tế, kinh tế, an ninh xã hội như đại dịch viêm phổi Vũ Hán hiện nay. Nếu Trung Quốc không sớm thức tỉnh thì tình trạng Trung Quốc thiếu bạn chứ không hề thiếu kẻ thù như suốt thời gian vừa qua sẽ ngày càng trầm trọng, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ độc tài toàn trị ở Bắc Kinh. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc thiếu bạn chứ không hề thiếu kẻ thù. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.